đấy là quét ít như kiểu ngày trước tao quét đấy là giữ lại con lợn đấy. Quý ra. Ui, mày làm gì đấy? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Color TV. Mọi người thấy hôm nay anh em mình bảnh không? Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, thế nên là anh em mình quyết định là đi mình sẽ đi lấy vợ hai mọi người ạ. Thật sự là một vợ không đủ. Trêu thế thôi. Thật ra hôm nay anh em mình sẽ có một cái thử thách dành cho Mao Đệ là đi tán gái lấy vợ nha mọi người nhá. Tán được cái tán được lấy luôn Mao Đệ. Anh cũng có vợ rồi. Thấy người ta có vợ là mày cũng muốn có vợ. Lấy vợ về làm gì? Anh cũng có vợ này. Thế mày lấy vợ về làm gì? Ngu lắm, đừng có lấy, tán thôi. Này, lấy vợ về á, khác gì tao mẹ kiểu như đeo xích vào cổ ấy. Đâu? Cái này nó vô hình, đâu cái mâu ấy. Mày ngu lắm, biết gì. Mày thấy bây giờ lấy vợ về là ngu đấy, đừng có lấy, tán thôi. Thì đừng anh ngu vãi trưởng nha. Thế cứ bảo là mình hơn. Được, mày thích lấy tao cho lấy. Thôi, bây giờ anh em mình sẽ thực hiện luôn. Nếu mà thằng này nó khoái cái thích là nhích luôn mọi người nhá. Okay. Anh em mình thích là nhích luôn đấy. Để tương xứng với cái bộ gọi là gì nhỉ? Pyjama. Pyjama này anh em mình cần có một chiếc Ferrari. Đây gọi là Ferrari. Con lên phép tông. Bây giờ anh em mình sẽ giới thiệu một gọi là siêu xe. Siêu xe của anh em mình vừa tậu ngày hôm qua nha mọi người nhá. Thì thật ra cái tiền YouTube của anh em mình cũng khá là nhiều, thế nên là anh em mình tậu hẳn một con xe khủng nhá mọi người nhá. Thật ra hôm nay sẽ review cho mọi người luôn cái con xe của mình. Cũng là hãng Ferrari nhưng mà 400 hay 500 gì anh? Ferrari, quên. Không phải. Cái đấy là anh định mua, nhưng mà hôm qua anh mua là Porsche. Hả? Porsche. Porsche à? Điên rồi. Tao mua Ferrari cơ mà. Porsche đâu? Đi. Đây cho mọi người xem con xe của anh em mình luôn nhá. Rất là cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ anh em mình để anh em mình có thể có được tiền để mua con xe này nhá. Ok. Đi. Đây chính là con Ferrari 488 của anh em mình vừa tậu ngày hôm qua. Giá trị của con này lên đến 17 tỷ nha mọi người nha. Thật ra là Mao Đệ nó cứ thích cưới vợ, thế nên là mình biến con Ferrari này thành con xe hoa luôn. Để nếu mà nó thích nhích là cưới, cưới luôn. Cưới luôn. Không, ai à, ngu, cưới là ngu đấy. Cưới là đeo chiếc trong vô hình trong cổ. Thằng này nó không biết gì, kệ nó. Bây giờ anh em mình sẽ dùng con Ferrari này để đi tán gái nha mọi người nhá. Đi. Đi từ trong xóm ra ngoài xóm, đi đường nữa được. Giữa đường mới có nhiều gái xinh. Đi ra giữa đường luôn, thấy xe nào chặn xe đấy luôn nhá. Ôi đừng có chặn nhé. Mặt đi thông 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 xoay. Các em ơi, anh đến đây. Em ở đâu, anh phi trông để đón nè. Em ơi, anh đến đây này. Em không ra đón anh cày Nga Sơn. Lờ, nhanh lên. Mà lại coi đi, nhanh lên. Khả năng là không có người yêu chạy đi hết. Sao hôm nay đường phố vắng vẻ thế nhỉ? Em nhưng mà anh ơi, tí nữa em phải tán thử một gái thì em mới học được theo chứ. Điên là tao đi tán thịt con. Tí nữa gặp em nào
sinh nhật tao tặng đường nó tán rất là đẹp. Thế ngày trước anh tán vô anh kiểu gì? Tí nữa, bây giờ phải gặp cái người đúng đối tượng, hiểu không? Ok. Đúng đối tượng thì tao mới kia. À, hay là bọn to nó mới thích kìa. Hả? Để tí nữa em gặp con nào to em bán không? Đây, tao mới lên ra. Lên xe này đi cả. Mọi người thấy đi con này ách hơn con xe hoa kia không? Con này đỉnh hơn. Nhưng mà không có chìa khóa. Chìa khóa. Cái này bây giờ mình lái được nhé mọi người nhá. Nhưng mà tình hình là phải có chìa khóa cơ. Mình cứ truyền thống anh nhỉ? Mình cứ chơi truyền thống không? Mình sẽ lại đi xe hoa. Lên xe. Hoa hồng, hoa hồng, hoa cam, hoa đỏ, hoa vàng. Đi. Đáng đi yêu, đáng đi yêu. Không. Ê, thấy cháu thế này à? Đáng đi yêu. Cháu rất là trông rất là đẹp và đấy. Đấy. Chẳng có được giống chúng rể nhỉ? Đấy, đang đang đi kiếm vợ, đang đi kiếm vợ. Anh người yêu chạy ra đâu rồi? Từ lúc mình mặc bộ vest mới này chưa thấy đứa con gái nào. Từ lúc mình mặc bộ vest đẹp đẹp này cũng thấy đứa con gái nào này. Từ lúc mặc quần này quá. Nếu thấy đứa con gái nào chạy qua đây. Người yêu ơi, ở đâu ra đây với anh? Người yêu ơi, ở đâu ra đây? Anh đó về làm vợ. Người yêu ơi, ra đây, anh yêu đẹp lắm. Ra đây nào, yêu ơi. Hai, ôi, anh có hát không nghe à? Tao biết mày hát cái gì đâu. Người yêu ơi, to biết anh nhớ em nhiều lắm. Ôi, tóc dài, sao hôm nay đường vắng thế nhỉ? Hôm nay không ngủ. Bà, sao hôm nay chả thấy ra đứa? Chả thấy đứa con gái nào đi qua đường này. Chết không? Đó. Bà ơi. Bà có đứa con trai thế. Con bà có con gái đâu. Bà có con gái đâu mà. Con gái thì nó lại to quá. To quá. To không được. Con gái ôm thì chả bé mày. Thì chả bé mày là ôm mày hết gì nữa. To lắm. To lắm à? To lắm à? Thế thôi. Mày cưới vợ không hợp đâu, từ bỏ đi. Thế là ê, từ lúc tao mặc cái này áo mới này chưa thấy đứa con gái nó chạy qua đây nhỉ? Bọn nó biết anh đi theo à? Là bọn nó nấu rồi. Đi bình cả. Thường bọn nó yêu em lắm. Thế cơ? Ừ. Đi à, chắc là thấy anh đẹp trai hơn mày bảo bọn nó. Đi. Trời lết rồi. Nó thấy anh nó trợ mày đái nó hiểu ra quần nó chạy đi mất tay quần áo. Thôi được, cố gắng. Đi. Nào. Đúng rồi, em ở đâu? Anh ra đây hiểu anh đi.
Trên đời này á, có hai thứ không thể tin được, mày biết là gì không? Thứ nhất là quảng cáo, thứ hai là đàn bà. Có được, anh sẽ giúp mày cái vụ này. Thế đi. Rồi nhớ mà cảm ơn nhá. Đi. Mất lời. Ok. Sao? Cay thật đấy. Nhà mình. Cái cay ơi là cay. Cay xê. Mở kho ra em. Để em đi cho nó bế mặt luôn. À, quả ơi nhá. Một con này. Nó chẳng ưng. Hai con này. Mình có gì ngoài xe đâu. Nhưng mà nó, xe ra đây nó khỏe lắm, không nhận được. Anh cho nó em rồi. Ờ, dây con. Nó mất cả người. Con này dây con nó đâu? Hai con nó bị hỏng dây con rồi. Ta đã rồi xin rồi to phải không, em tới trên mạng
Đấy, chị lắm. Đẹp lắm. Đẹp? Mày cứ tưởng cái gì đẹp là ăn được, là thích, kiểu, là... Kiểu gì nó cũng ngon luôn. Đẹp không ngon đâu. Đẹp chưa chắc đã ăn được nhưng đâu. Nhưng mà cái xe... sao không? Không thấy xe bố ăn xin thế à? Em đấy à? Tiền đâu? Tiền quan trọng là đầu tiên là tiền đâu? Tiền á? Tiền đâu? Em có tiền. Có cái cứ 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 gì? Cứ thường em thế này, em đầy tiền, em bắn gà đầy tiền. Thôi, chị bảo đây làm gì? Anh cứ ngồi đấy đợi tiền. Cái gì? Cái gì? Cứ đợi đấy đợi tiền. Làm gì đấy? Đừng bảo mình giấu tiền rồi chứ làm thời nhé. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Tiền. Hòm tiền. Lợn em ơi, cái sân đây. Lợn sao người lại để đấy? Thì ở đây người ta mới không ngờ đâu. Ông người lại bọc làm gì? Ai biết chứ, anh có thấy không? Ôi, bọc lại phải ngụy trang nhá. Có tiền không? Đòi tiền luôn. Sao nào? Mang này đi. Tổ tiên thế, con người bắt lâu em giấu. Phải giấu về. Kì, nuôi 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 tiền để lấy bước à? Cho mày vườn của anh em trộm mất con này len luôn. Nuôi tiền để lấy bước à? À nuôi nuôi lợn để lấy bước à? Thế là để nuôi lấy rượu ra thịt đấy. Đúng. Bản này á là có tiền á. Đấy, lấy bước đấy, lấy bước đấy, lấy video đấy. Con lợn này giống con lợn của ta thế. Chị em một con đi chị thì bảo muốn được nhiều tiền. Con này đập quý lắm. Hay là kia đi. Hay là gì? Hay là quét ít như kiểu ngày trước tao quét đấy là giữ lại con lợn đấy. Tí ra. Ôi, mày làm gì đấy? Đang miệng đại sự rồi. Đang đi hỏi vợ thì anh về và không có chuyện bao giờ. Ai à, nhiều tiền đấy là. Ôi, tiền núi. Xong nhìn nó đi rồi. Hả? Xong nó đi rồi. Em mới bước được có ba tháng đấy. Ba tháng mới được cái nền tiền. Ừ. Wow. Tầm 1, 2, 3, 4, 2 triệu. Thế đấy. Vô tình tôi bị thằng bạn thân đâm phía sau. Bao năm anh em hôm nay đã không còn. Chuyện gì? Cái gì? Trả ơi. Cái gì? Ta. Cái gì vậy? Tiền đâu? Tiền đâu? Làm gì có? Đây. Này. Anh trộm đâu? Trộm? Tao được cái thẻ trộm của mày. Tao đang giúp mày. Thế còn gì? Mày. Nhiều xanh này. Mày mới chiếm đâu nhiều đấy? Hả? Tao xin mấy tờ đấy. Không. Để đấy con lấy vợ. Bao nhiêu tiền đấy? Hả? Anh không biết được. Không biết à? Không, anh chó. Em mắt này anh nhìn là tiêu này. Có người ta đàng hoàng. Tiêu này thì được sơ rồi. Mình nhìn mẹ đàng hoàng mình chữ thế này mà mày bảo là. Thế đi ngồi đây. Cái tiền. Nào. Hả? Nó đếm chó. Không còn đếm. Chó đi chưa tìm sự kiện nhé. Hả? Thế đây thì tí tao dẫn mày hẳn xuống ăn hút. Ăn hút ở đâu? Hà Nội ở dưới thành phố ấy. Order. Không, đi đã quan việc quan trọng mình phải đi xem tận đúng rồi. Thế thấy tận tay sờ tận mắt. Thế anh gọi cho em một cái xe ô tô bình bình để đi đón dâu đấy. Ok. Hôm nay có đại gia vào hết rồi, không phải sợ nữa. Đại gia đâu? Hả? Này không. Cái kia này thì đấy. Cái kiểu đốt 500.000, đốt 100.000, đốt 10.000 làm gì? Không. Cùng lắm cái tầm 50 lần nữa. Này, chết lại 10.000 nè, anh được bắt cho 10.000 nè. Căng thẳng thế? Không. Mày không tính công sao à? Không. Thì xong anh chuẩn bị đi Hà Nội chơi. Hà Nội chơi gì? Thì tí nữa cho chúng em bảo anh nghỉ. Hả? Thì em bảo anh nghỉ.
Không ăn lửa to nào. Tiếng bao ăn ăn mì xúc xích. Cháu mì xúc xích gì? Mì tôm xúc xích kìa. Đặc cốc luôn nha. Đặc sản Hà Nội ơi. Anh biết à? Không biết thì thôi. Mình đưa tao đến xem nào. Không. Đếm thử xem được bao nhiêu tiền mới được bao nhiêu tiền để mình có tính toán á. Giả dụ như mua cái xe bao nhiêu tiền, 30 triệu, 40 triệu hay là bây giờ tiền xe, giả tiền xe ô tô nữa. Chỗ này á, đi mà. Đấy, đưa tao đếm. Chỗ này. Tao đếm mày nhìn thấy mà. Không, anh ảo rồi. Cái đống người nhìn thì vứt bỏ nhá. Cho ta nhá. Rồi. Đấy, thế là tao đếm cho. Đấy, chuẩn luôn. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Thừa 10.000 này. 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 18, 19, 20. Không tốt vậy thì đừng nên chơi quá lâu. Đôi khi thân nhau ta cũng phải đề phòng. 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu, 24 triệu rồi. Thôi cái đống này không phải đếm đâu. Cái đống to này thôi cho ta một tờ nhá. Không. Rồi. Trời, không làm được. Này. Ăn á, chỉ có ăn nhìn. Thế à? Tôi trả công đâu, 10.000. Chẳng thế à? Ai được kiếm tiền ngay không? Dọn đi, cho 10.000 nữa anh dọn. Ừ, đi, đấy đi, đi ra, đấy đi để tao dọn. Này, ok. Em về em chệt lại, em chuẩn bị. Rồi, tao đến tao dọn nha. Ok. Rồi. Hả? Em về thay quần áo trước. À ừ. Thì tao thay quần áo.